Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của chị Thu để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Thì em chào chị. Rồi chị chào em ạ. Rồi em xin chào cả nhà. Em là Thu Nguyễn ở chợ gạo Tiền Giang. Nay em có lên một cái lô phôi nha cả nhà. Đó hàng cũng thanh lý ha, hoành to giá nhỏ luôn. Nó mong mấy anh chị mình vô xem hết clip và ủng hộ cho shop em ha. Rồi em vào chi tiết mã số 1 luôn nha. Rồi mã số 1 thì số 1. Này 22 hoành. Rồi hoành 22. 22 hoành mã số 1 cũ đế nè mấy anh chị. Rồi. Nhé cũ đế ha. Nhiều gì. Rồi xe cũ đế luôn. Mã số 1 nhiêu? Đế nộp. Rồi 22 hoành giá 550 mấy anh chị ơi. Rồi 550 mà mình bao 550 ship. 550 bao ship ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn, tay cành điều luôn. Đó, rồi tất cả mặt hàng bên em là điều mai giáo Thủ Đức đó nha mấy anh chị. Rồi, bao ship luôn ha. Số 2. Rồi em lên tiếp tục mã số 2 luôn. Rồi, cái hoành năm đó. Rồi 24 hoành. Rồi, xe luôn, hoành 24 nhân quý vị. Nó giá 850 nè mấy anh chị. Đế điều điều không ha. Chị em nghe kỹ đế nó đây ha. Rất là điều luôn. Rồi, cho em dòng đế nó chị. Rồi, 850k. Rồi, xuống cây luôn. Rồi anh lên tiếp mã số 3. Lại đây phụ cậu lên đi. Mã số 3 luôn hả quý vị. Rồi mã số 3, cây này đế đẹp lắm nha mấy anh chị ơi, 26 hoành. Rồi. Rồi chiều cao của em nó là 70 ha, 26 hoành eo luôn, mã 3. Rồi mã này em giao lưu giá 700k, nay ốm nó buông tự hết rồi mấy anh chị. Nay mình ốm đang ốm giá thể ha. Giá thể. Giá thể nên quý vị không có thấy đế chứ. Rồi mã 3 luôn, giá 700k mấy anh chị ơi. Nay đi lô này giá mềm mềm không ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 4 luôn. Mã 4 cây này cũ nè. Rồi 27 hoành. Cái cũ là 41. Rồi. Rồi mã 4 luôn. Rồi mã này giá 800k mấy anh chị. Mã 4 800k. Đó, vậy nghe cái cũ ha. Cái cũ 44 á nha mấy anh chị ơi. Ha. 28 hoành eo luôn. 800 hả chị? 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 5. Số 5. Mã 5 đế nôm nè mấy anh chị. Rồi 22 hoành. Đó, độ nôm khoảng 1 tấc luôn 22. Tay cành nào quý vị? 22 hoành eo luôn mã số 5. Rồi để đây rồi quý vị ơi. Rồi con này 1 triệu mấy anh chị. 1 triệu cho mã số 5 ha, 22 hoành. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên tiếp tục mã số 6. 6. Rồi mã số 6 luôn. Rồi 24 hoành. Rồi con này 8 xị mấy anh chị. 800k luôn ha. Rồi, cho em dòng đế nó cho quý vị nghe kỹ đế ha. Rồi xuống luôn. Rồi xuống cây luôn. 800k. Rồi, mã số rồi em lên tiếp tục mã 7. Số 7. Rồi 24 hoành. 24 hoành mã 7 luôn. Rồi mã này em giao lưu giá 600 mấy anh chị. 600k. Này đế nơm ha. Đó, 600k cho mã 7 luôn. Rồi xuống rồi tất luôn. Cả mặt hàng là điều mai giảo Thủ Đức hết nha mấy anh chị ơi. Giá đưa ra đã bao cái phí vận chuyển bao phí nhà rồi quý vị. Bao ship luôn quý vị. Rồi mã 8. Hoành. Rồi mã 8 mấy anh chị. Rồi mã này 550 mấy anh chị ơi. 550 ha cho mã 8 luôn. Rồi, cũ đế ha. Thì xe vô diện cái cụ đế cái cũ nè mấy anh chị. Cụ khối cái này tay khối gom tay cành rất là đều. Tay cành đều luôn nè. Rồi 850 luôn. Rồi. Ủa 550 xin lỗi mấy anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi lên tiếp tục mã 9. Chủ 9. Rồi mã 9 24 hoành. Rồi. Để rồi 750k luôn cho mã 9 mấy anh chị ơi. Rồi tất cả mặt hàng em là đều bao phí vận chuyển hết ha, nhận cây mình không có tốn phí nha mấy anh chị, được kiểm tra hàng ha. Rồi xuống mã số 9 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 10. Con này em cũng ốm sơ dừa nè mấy anh chị. Mã 10 là 26 hoành.
Con này tai cành điều nha. Cây này đế đẹp lắm nha mấy anh chị ơi. Mẹ em úm xe dừa thì mình thấy không có rõ ha. Mã 10. Mình rất là khỏe nè quý vị đó. Rồi 900 cành cho mã 10 luôn mấy anh chị. Rồi 900. Con này tai cành điều luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 11. 11. Rồi 11 này 22 hoành. 22 hoành mã 11. Đó mấy anh chị nhìn thấy tai cành rất là đều luôn ha, mã 11. Xuống đế luôn ha. Cái cũ nè mấy anh chị. Cây này nó bung bung mạnh hết rồi. Mấy trăm vậy? Rồi 600 mã 11. Mặt tiền hôm đây ha. Đó, 600. Rồi 600k mấy anh chị. Rồi lên mã tiếp theo luôn. 12. Rồi em lên tiếp tục mã 12. 24 hoành. Hả? Rồi 24 hoành giá 750 mấy anh chị. Rồi cho em một vòng nữa ha. Mã 12. 750 đi vô luôn. Đó có 750 à mấy anh chị ơi. Rồi mã 12 ha, tay cành cũng rất là đều luôn mấy anh. Rồi, mình xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 13. Mã 13 cũng 24 hoành. Nghe không? Rồi mã 13 đi mấy anh chị ơi, 24 hoành. Hả? Rồi 750 mã 13. Rồi để nghe qua vậy. Rồi 750 ha, mã 13. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 14 luôn. 14. Cái con này nó bị beo ở chỗ khúc đo hoành. Rồi con này 27 hoành mấy anh chị. Mã 14. Con này nó cái mình nó no nó đang ăn. Rồi 1200 ngay cái chỗ đo hoành mà nó eo, còn lên đây là 30 nè. Trên đây là 30 nè, còn dưới khúc đo hoành mà nó có nó ăn cái mình nó no phình cái bụng hết. Rồi có 1200 luôn mấy anh chị, 1200 nè, bao phí ship ha, vận chuyển hết rồi. Cũ á gì? Cũ đế đàng hoàng ha. Cũ nè, đế nữa. Hai cành đều trên. Rồi xuống mã 14 lên mã 15. Là 2 quý vị. Rồi mã 15 luôn, cây này 26 hoành. 26 hoành mã 15. Rồi 750 luôn mấy anh chị. Rồi, mã 15. Rồi. 750 cành. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 16. 23 hoành. 23 hoành. Để nhiều vậy. Rồi 500 cành mã 16 mấy anh chị ơi. Đó 500k luôn. 500 nói chung cái lô này chắc cây rất là già luôn mấy anh chị. Có 500 mà còn vận chuyển nữa ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên mã 17. Xuống 17 luôn. Rồi 25 hoành mã 17 mấy anh chị. Con này đế nè. Nhiều. Rồi 900k luôn, mã 17. Rồi 900. Đó, lô này lực lực không mấy anh chị ơi, giá cũng rất là mềm luôn ha. Cây này mình dùm cắt cái rễ này cũng được, còn không được để cái đuôi luôn. Luôn. Rồi 900k mã 17. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên mã 18. Là đó giờ dời cây phụ cậu gần đây đi. Xuống 18. 24 hoành. Mã 18 nè mấy anh chị. Rồi 850k. Mã 18. Em sẽ nửa vòng qua tới bên đây luôn. Rồi 850 cành luôn mấy anh chị ơi, mã 18 ha. Rồi. Rồi cây đẹp giá mềm luôn nha mấy anh chị ơi, mong mấy anh chị mình vô xem hết clip và ủng hộ cho shop em ha. Cảm ơn mấy anh chị mình rất là nhiều. Lên tiếp tục mã 19. Rồi mã 19 đây quý vị. Rồi mã 19 20 hoành. Nó con này gọn nè, con này cắt vô phơm rồi.
Rồi 500 cành luôn, mã 19 mấy anh. Rồi 500 luôn. 500k cho mã 19. Rồi, xanh cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 20. Rồi 20 đây quý vị. Rồi cũng 20 hoành luôn. Con này 500 luôn mấy anh chị. Mã 20. 500 cành luôn ha, mã 20. Dòng nữa quý vị. 500. Bao có ship 5 rồi. Xị mà bao ship à, đế lực lực không à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 21. Rồi con này cũng 19 hoành luôn mấy anh chị ơi. Rồi. Rồi con này 400 luôn, mã 21. Xem dòng hay dòng cái gì nè, quan sát kỹ nha. 400 ngàn. 21 có 400 à mấy anh chị. 4 xị luôn, bao phí ship luôn rồi. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp mã 22. 21 hoành mấy anh chị. 21 hoành, con này 6 xị. 600k. Mã 22. 600 cành mấy anh đây. Bao phí ship ha. Rồi em lên tiếp tục mã 23. Rồi xuống cây luôn. Nó lô này chắc cây rất là già luôn. Rồi 21 hoành. 600 cành mã 23. Đó 600k luôn mấy anh chị. Bao phí ship vận chuyển tận nhà tận nơi luôn ha. Cho em dòng nữa chị. Đó, đế điều lắm. Rồi 600 mua gì. Rồi 600k mã 23 luôn mấy anh. Tay cành rất là đều ha. Rồi lên mã 24. Rồi mã 24 19 hoành. Rồi mã này em giao lưu giá 500k mấy anh chị ơi. Đó mấy anh chị nào mà cần số lượng ha thì em hạ giá xuống nữa ha. Rồi 500k cho mã 24. Rồi xuống cây rồi, luôn. Rồi xuống luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 25. Mã 25, 26 hoành. 26 hoành eo mã 25. Rồi mã này giá 750 hả mấy anh chị. 750 cành. Mã 25. Để cũng đều trên không gì. Đó, để đều bốn mặt luôn á mấy anh. Rồi lên rồi, tiếp tục mã 26. Luôn. Kéo dùng dùng. Rồi 19 hoành luôn mấy anh chị ơi, mã 26. 600 cành luôn mấy anh. 600k cho mã 26 ha. Mã 26 luôn. Rồi, xuống cây. Cây này mình cắt vô đây thì cũng được, còn rồi. Em để nó bay ra luôn mấy anh. Rồi em lên tiếp tục mã 27. Cho em dòng. Mã 27 luôn, cây này 19 hoành. Rồi con này 4 xị mấy anh chị. 400k luôn. Mã 27. Cho em dòng. 27 luôn, 4 xị. 400k nha mấy anh chị ơi, 400k cho mã 27 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên tiếp tục mã 28. Mã 28 này 20 hoành. 20 hoành cho mã 28. Rồi con này 4 xị luôn đi mấy anh chị. Rồi 400 luôn. 400k ha, mã 28 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 29. Mã 29 21 hoành. 600k mấy anh chị. 600k cho mã 29 ha. Nè đế nè. Nó trải đều hết luôn. Rồi 600k mã 29. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 30. Hơi cao. Đó, cây này tay cành. Cây này giá cũng mềm thôi mấy anh chị ơi. Làm cái bầu nó quá bự luôn. Để làm xong mà đi. 22 hoành. Rồi, tay cành đây à, cây này tại để tàn. À, tay cành đều rang từ trên xuống ha. Rồi con này có 700k. Rồi củ đế nữa nè. Mã mấy quên nè. 30. Mã 30 mấy anh chị. Mã 30 luôn, 700k. Rồi xuống rồi, cây luôn. Xuống cây luôn.
Rồi em lên tiếp tục mã 31. 31. Em này cái bầu đất hết với cái bầu đất luôn. Cái này để tàn á mấy anh ơi. Giờ xuống rồi mà chưa có làm bầu lại kịp á. 25 hoành. Mã 31. Rồi 900k luôn mã 31 mấy anh chị. 700 hả? 700k mấy anh ơi, xin lỗi ha. Giá 700k luôn, mã 31 luôn. Con này đế nơm nha mấy anh. Có cái cụ đế ha. Tại làm bầu mà nó khai thác ha. 700. Ủa, mai tàn. Rồi xuống. Rồi xuống cây luôn. Giá 700k. Rồi lên mã 32. Rồi 32. Mã 32. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Rồi mã này 23 hoành mấy anh chị. 23 hoành. Rồi 800k cho mã 32. Xuống cái củ đế nghe quý vị. Mã 32 rồi, luôn. Xây củ đế luôn. 800 cành luôn cái củ nè. Củ này hai tay ôm. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp tục mã 33. 33. Mấy con này giờ đi giá mềm mềm nè mấy anh chị ơi. Nói chung hôm nay lên giá cũng dễ chơi lắm mấy anh chị. Rồi 32 hoành. 32 hoành mã 30. 33. Mã 33. Phải không? 32. 33. Nhiều. Rồi giá 900k con này luôn mấy anh chị ơi. Đó, sẽ cho em dắt dòng đế cái vậy nè. Đế đầy đủ hết trơn đây ha. 900.000. Này giá rất là mềm luôn. Củ đế ha. Mã 33 giá 900k. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 34. À 4 đây. Rồi 24 hoành. Mã 34. Cái này nó trực thẳng lắm mấy chị. Nhiêu dinh? 750.000. Rồi đây quý vị. 700k luôn mã 30. Mã 34 luôn. 700 mấy? 750. Rồi 750. 750 cho mã 34. Rồi xem cho em dòng đế nữa chị. Đế VIP này nè. Cứng đế luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi em lên mã 35 cũng là mã cuối clip nha mấy anh chị. Rồi lên luôn. Cây này em ướm sơ dừa nè, nay nó cũng bung tược rồi, giao lưu giá mềm mềm cho mấy anh chơi. Rồi 20 hoành. 20 hoành cho mã này luôn. Lá ra cũng là mã 35. Mập mập hết trơn cái gì. Nay nó bung tược rồi mấy anh chị ơi. Rồi 500 550 mấy anh chị. 550 cho mã 35. Rồi. Rồi mã 35 cũng là mã cuối clip ha. Em cũng xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Mong cả nhà mình vô xem hết clip và ủng hộ cho shop em nha. Rồi em xin chào, hẹn lại clip sau luôn nha mấy anh chị.